Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ. Dạ vâng, thì em xin phép được hỏi chị tên là gì và đến từ đâu? À, chị tên Ngọc, đến từ An Giang. Dạ, hôm nay chị từ An Giang về tới Bình Dương. Đúng rồi. Nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? À, nhờ đội hiệp sĩ giúp đỡ tìm cháu Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 1995, quê dạ. ở Châu Đốc. Dạ, em xin phép mời chị chia sẻ chi tiết sự việc cháu nhà mình bỏ đi như thế nào. À, vào ngày 18 tháng 4 á, thì lúc khoảng 7 giờ sáng, 7 giờ rưỡi sáng thì cháu có bỏ nhà ra đi. À, khi đi thì cháu có xách theo một cái bọc đen để chừng hai bộ đồ thôi. Bởi vì cái ý định ra đi này đã lâu rồi nhưng mà gia đình cản nhiều lần và lần này thì không được. À, cháu khi đi đó cháu có mang theo một con chó. Đó là đi đó. À, yeah. Bây giờ gia đình tìm khắp nơi liên hệ với những người quen biết, họ hàng, bạn bè này kia mà đều không tìm được, cho nên là muốn lên đây nhờ đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải để mà tìm giúp cháu về cho gia đình, ba mẹ đang rất là mong. Dạ. À, chị là gì của bé đây? Chị là cô bạn thôi. Còn chị thì đang hỗ trợ gia đình này. Tức là chị và bé đây là quan hệ như thế nào? Cô cháu thôi, cô cháu họ hàng thôi. Bà con thôi ha. Đúng rồi, đúng rồi. À, cha mẹ của bé đâu ạ? Cha mẹ hiện tại ở Châu Đốc. Ở dưới quê. Đúng rồi, anh chị ba của chị đang ở dưới quê. Tức là vì một lý do nào đấy mà không thể lên trên Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải được, đúng không ạ? Và nhờ chị đúng. Lên để mà giúp đỡ, đúng không ạ? Thì tính tới thời điểm hiện tại thì cháu gái nhà mình bỏ đi cụ thể là được bao nhiêu ngày ạ? 7 ngày. 7 ngày? Đúng rồi. Trong 7 ngày trời qua gia đình nhà mình có liên lạc được không ạ? Không liên lạc được, không liên lạc được điện thoại, Zalo, Facebook và không liên lạc được hết. Và gọi tất cả những người thân hỏi xem cháu có đến không, có liên lạc, có nhờ giúp đỡ gì không thì cũng không gọi được ai. Cũng bình không. Thường bé ở quê làm công việc gì ạ? À, bé chỉ ở nhà thôi, gia đình không này. Có làm gì hết trơn ha. Gia đình ở nhà. Và bé là con một nữa cho nên là... Tức là gia đình có mỗi mình bé. Đúng rồi, đúng rồi. Trước giờ bé có bỏ đi như vậy lần nào chưa? À, ngày trước thì có cho đi lên Sài Gòn để đi học, đi làm thôi chứ còn bỏ đi thì không có. Không ha. Theo như chị, bản thân bé là cháu của chị ạ, ở quê ở nhà có ngoan không? Cháu rất ngoan, rất hiền. À, đi đâu và làm gì xin cha mẹ thì cha mẹ cho mới đi, thế là. Và lần này cái dự tính và là bỏ đi á, tức là bé đã lên kế hoạch trước rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Có viết thư gửi lại cho cha mẹ nó, do là cháu nó đang bị áp lực về tinh thần á, cho nên là có viết thư gửi lại. Áp lực về tinh thần cụ thể là như thế nào chị? Chắc chị nghĩ là do bị stress này kia đó. Ảnh hưởng về gia đình, cha mẹ la dày hay không, là về các mối quan hệ? Cha mẹ không la dày, cha mẹ rất là thương, nhưng mà có lẽ là do áp lực về tinh thần cho nên là bé nó muốn tự lập, nó muốn ra đi nó tự lập. Tinh thần nhưng mà ảnh hưởng là bởi những mối quan hệ như thế nào? Cái này là không biết ảnh hưởng mối quan hệ như nào, trong khi cha mẹ nhà rất là thương yêu, không vấn đề gì về bé có bạn trai chưa? Chưa ha. Này bạn này cũng được năm nay chắc cũng 30 tuổi rồi. Tất cả các mối quan hệ của gia đình nhà mình á, bạn bè của bé thì bản thân chị có nắm bắt được không? Gia đình anh ba chị có liên hệ với những người bạn của bạn này, của cháu này. Tức là cháu gái nhà mình năm nay là 30 tuổi rồi. Dạ. Và mình liên hệ bạn bè của bạn này thì đều nhận lên cái sự phản hồi là... Ồ, 30 tuổi không. Mà vẫn chưa có gia đình à? Bạn này... đúng rồi. Chưa có bạn trai luôn. Cái hồi trước thì mình không biết, nhưng mà hiện tại là không. Không ha. Và lý do lần này cháu nhà mình đi thì bản thân chị làm cô đúng không ạ? Đúng rồi. Mình có nghi ngờ biết được cái lý do gì không? À, cháu nói cháu muốn ra đi để đi làm, đi kiếm tiền thôi. Đi làm kiếm tiền có một cái cuộc sống nó thoải mái, nó đỡ áp lực hơn. Gia đình nhà bé này có được đầy đủ không? Điều kiện có khá giả không? Điều kiện đầy đủ khá giả. Và nhưng mà do... tại vì bạn này sống từ nhỏ tới giờ thì được cha mẹ bảo bọc á. Cưng chiều ha. Cưng chiều cho nên bạn này hơi áp lực. À, tức là theo như chị thì bé là áp lực về gia đình. Đúng. Và ngoài cái lý do đấy thì không còn lý do nào để khiến bé bỏ đi. Đúng, mà vì chị căn cứ vào cái bức thư bé gửi lại á. Dạ, cha mẹ. Chị có thể đọc cái nội dung bức thư được không ạ? Có thể chia sẻ được không chị, ạ? Chị không có cái bức thư ở đây. Nhưng mà chị có tóm tắt được cái nội dung đấy không? Chị có biết được cái chị nội dung? Đại khái là xin lỗi cha mẹ rồi ra đi vì áp lực thôi. Tức là lá thư từ biệt đó ha. À, bị áp lực. Xin lỗi cha mẹ. Đúng. Xin lỗi đấng sinh thành, đúng không ạ? Và tới giờ phút này thì gia đình nhà mình cũng không liên lạc được. Không liên lạc được. Không có một thông tin manh mối gì. Dạ đúng rồi. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng ở An Giang chưa? Ở địa phương chưa? Gia đình thì chưa.
Bởi vì bé nó biết thư là cho nên là mình cũng nghĩ là về vấn đề về tinh thần thôi, tâm lý là Nhưng cháu mà nó đi đâu đó để giải tỏa tâm lý trước đã rồi. viết thư đó là những cái lần đầu, đó là cái ngày bỏ đi thôi, còn về sau là mình đâu có liên lạc, có tin tức gì đâu đúng Dạ không? đúng Thì rồi. mình cứ trình báo nhờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng tại địa phương mình sinh Dạ, sống nhé. này mình sẽ chị sẽ về nói lại với gia đình mình xem. Dạ, và thật sự ra là những ngày qua gia đình nhà mình đã tìm kiếm khắp Tìm nơi ở kiếm An khắp nơi. Giang Dạ. mà không có một tin tức manh mối gì đúng không ạ? Khi mà mình nghe nói là cháu có bạn bè gì mới, hoặc là từ những cái bưu phẩm mà gửi lại, hoặc là những cái thông tin gì mà bạn bè trước đây, thì gia đình chị đều liên lạc đến chỗ đó để hỏi và đều không có tin tức. Không có một tin tức Đúng rồi. tới thời điểm hiện tại, Tới chưa điểm có hiện một tại hy vọng chưa gì, có gì hết. và bản thân cha mẹ của bé cũng như là chị Đang rất là rất lo. là lo lắng Cha và hoang mang. mẹ mẹ hiện tại đang ăn uống không được, cha mẹ cũng cha cũng đang ăn uống không được và Nhà đặc biệt lại có một đứa đúng con đúng đúng không ạ, đúng mà đặc biệt thì cháu nhà mình lại là con gái đúng chưa từng va chạm ở ngoài đời, đúng chưa biết được rằng ở ngoài đời rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn, nên bản thân chị cũng đã lặn lội hàng trăm cây số mà về đây đúng không ạ? Thì đúng chị có điều nào trên cái video này chị muốn chia sẻ nhắn gửi tới người cháu của mình không, em mời chị. Thật ra là chị cũng là cô bạn thôi, Dạ nghĩa là chị đối với gia đình của cháu này nè thì dạ cũng rất là thân tình, cho nên là chị đại diện gia đình đến đây chị tìm dạ đến cái đội hiệp sĩ của mình, mong là đội hiệp sĩ mình chia sẻ để mà cho chị với gia đình tìm giúp cháu, dạ có thể là giải quyết khúc mắc xong, ví dụ như là về giải tỏa tâm lý cho cháu xong thì cháu có thể đi đâu cũng được hoặc là làm gì cũng được để cho cha mẹ an tâm thôi, bởi vì cháu có mình, cha mẹ chỉ có mình cháu thôi, cho nên là bây giờ mà cháu đi thì anh chị ba và má năm má tư đồ này kia thì sẽ rất là lo lắng không biết là con đang ở đâu, cho nên là mong muốn là nếu mà con có ở đâu thì con muốn liên lạc về. Cuộc sống xáo trộn đúng không ạ? Đúng Ăn không ngon ngủ không yên, tinh đúng thần hoang mang lo lắng cho con cho cái dạ từ ngày mà em nó bỏ đi. Bản thân em đôi khi suy nghĩ một phút giây nào đó bồng bột trách cha trách mẹ hoặc trách gì đấy để mà đi, nhưng em không biết được rằng ở bên ngoài rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy chờ sẵn. Đôi khi em đi ra bên ngoài dễ bị sa ngã vào những con đường không lành mạnh. Bản thân chị có nghĩ điều đấy không? cháu chị nó rất là hiền, nó rất là hiền, nó rất là ngoan, không Hiền có thì vấn đề về sa ngã đâu. hiền, nhưng mà khi ra môi trường bên ngoài tiếp xúc va chạm sẽ bị các đối tượng dụ dỗ lừa đảo, đó là chuyện bình thường, càng hiền càng dễ bị, không nhất thiết là hư mới bị. Bản thân chị có lo sợ điều đấy không? Chị cũng rất lo sợ. Thật ra mà nói thì cái công việc của chị hiện tại đang rất là bận, và khi mà Chị có hay thể giới thiệu cho quý cô chú khi chị biết là chị làm công việc gì? Không, công việc của chị là đang rất là bận thôi. Chị Dạ. nghe gia đình báo tin như vậy thì mình cũng lo lắng và mình sắp xếp cái thời gian để mình đến đây và mong cộng đồng mạng anh em Dạ. chia sẻ để mà hỗ trợ thôi. Ví dụ mà tìm thông tin của cháu ấy, cháu có thể ở đâu cũng được nhưng mà cháu phải liên lạc về nhà hoặc là cháu phải nói cho mọi người biết được Để gia đình cái yên vấn tâm đề của ha, cháu đang làm cái biết gì. được đang làm, đang sống ở Đúng rồi, đâu, làm đúng rồi. gì ở đâu, Dạ. chỉ cần gọi điện về báo tin cho Dạ. cha mẹ, cho gia đình. Cô Ngọc và mà má Năm thì sẽ hỗ trợ cho con là nói với gia đình, nói với ba mẹ là sẽ cho con làm những cái chuyện gì mà con thích, con muốn, nhưng mà con phải 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 nói cho mọi người biết là con muốn làm gì cái đã, chứ con đi như vậy thì gia đình cha mẹ rất là lo. Nếu bé có một cái khúc mắc hoặc là có một cái nỗi buồn tâm sự gì đấy mà chưa được ai giải thấu hiểu thấu thì cứ mạnh dạn liên hệ về với gia đình, nếu liên hệ với cha với mẹ mà cảm giác như khó quá thì liên hệ trực tiếp với chị, Đúng với rồi. những người thân Đúng. để cho gia đình biết ở đâu làm gì yên tâm hơn Dạ ha. đúng rồi. Dạ thưa quý cô chú anh chị, vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của một người chị ở An Giang về Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm cháu, thì tất cả quý cô chú anh chị xem cũng đã hiểu một phần nào. Em rất mong tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho em nó sớm quay trở về nhà một cách an toàn nhất và sẽ có một cuộc đoàn tụ của đầy tình thương hơn nữa. Thì em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cùng như ngoài nước đã đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải suốt thời gian qua. Nếu quý cô chú anh chị xem video này có thấy em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 78 58 58 để giúp cho em sớm quay trở về nhà một cách an toàn và một ngày sớm nhất. Dạ rồi, thì toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Tôi cam đoan cái câu chuyện tôi vừa chia sẻ là sự thật, bởi vì tôi cũng là đại diện của thành viên trong gia đình thôi. Nếu có gì sai Nếu trái, gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. dạ chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Đồng ý ạ. Dạ rồi, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc đại gia đình nhà mình thứ nhất nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận được tin vui, đó là cháu gái nhà mình sẽ quay trở về nhà một cách an toàn một Dạ. ngày gần nhất. Cảm Dạ ơn em anh. xin chào. Dạ. Dạ.
do cái